em chào các bác nha, hôm nay em lại tiếp tục cái video thứ hai là khi hướng dẫn cách chọn bếp đấy, cái video một á thì là em đã nói về cái uh, bếp mà, mà sử dụng cái công nghệ cũ là điều chế sung pvkm để, uh, để 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 xử lý cái phần gia nhiệt đấy, thì uh, ở cái video này là một con bếp mà theo tiêu chuẩn của châu âu đấy, theo thiết kế của châu âu tức là nó dùng cái kiểu đẩy kéo hai sò so lửa cầu đấy đấy hai sò đấy thì ở cái bếp này á thì nó thiết kế đây đây là cái bếp này em đang review cái bếp TK đấy thì ở con bếp này về cơ bản nó thiết kế này có một cái khối bên này là cái khối uh, lọc lọc nguồn đầu vào đấy lọc nguồn đầu vào các bác nhé rồi sau khi lọc nguồn thì nó sẽ đưa ra đây và đưa ra đây là một cái khối nguồn khối nguồn tổng ừ. khối nguồn tổng và nguồn này là nguồn cách ly các bác nhé nguồn cách ly đấy và một đường điện đây thì là đây đường điện vào đây thì nó sẽ có một con dơ le để đóng công suất thế tức là bình thường là nó con dơ le này nó sẽ mở và nó chỉ có một nguồn rất là nhỏ tín hiệu rất là nhỏ để đưa lên mạch xử lý thôi đấy còn đây là cái bo điều khiển này còn đây là mạch xử lý này đấy thì ở cái loại bếp châu âu ấy thì nó sẽ có hai loại bếp một cái loại bếp mà đây là chuẩn inverter nhé cần inverter là nó không có cái dơ le để để đóng tụ ấy à, còn cái loại bếp lửa là vẫn là bếp châu âu thế nhưng mà nó tụ cộng hưởng này này cái tụ cộng hưởng này, này là nó nó khai... con tụ cộng hưởng ấy là nó sẽ dùng dùng một con dơ le sau đó là ở cái mức công suất thấp thì nó lại đóng thêm tụ vào đấy thì cái đấy là nó không thay đổi tần số mà nó chỉ là địa thay đổi cái độ rộng sung thôi dẫn đến là cái tần số khi mà nó quá thấp ấy thì nó sẽ bị mất dao động đấy nó mất dao động thì nó phải nó nó mất cái cộng hưởng ấy thì nó phải đóng thêm cái con tụ vào để để cộng hưởng với cái tờ, cái, cái, cái 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 mức đó nên chính vì thế mà cái, những cái con nhỏ như vậy ấy à, những cái con mà nó có thêm cái cái con tụ đấy thì dùng thì cũng cũng được nhưng mà nó đấy vẫn chưa phải là inverter uh, chuẩn nhé như này gọi là inverter chuẩn này Đấy là cái 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 uh, inverter thì là nó như thế nào bên trong nó như thế nào nhá đây em em tháo hết cả ra đây em vệ sinh mà em tháo ra em cho các bác xem mạch đây mạch rất là đẹp nhá những cái con bếp mà chuẩn thì mạch nó sẽ như này và mạch hoàn toàn cách ly nhá điện cách ly hết khối uh, các cái nguồn điện đều được cách ly đấy nguồn cấp cho igbt riêng ngầm nguồn cấp cho vi điều khiển riêng và từ vi điều khiển cấp vào igbt sung thì nó cũng qua một cái dàn ô tô hết đấy cách đi quang dẫn đến là nó và quạt đấy thì các bác lên mua cái dòng những cái cái bếp mà thiết kế theo kiểu châu âu ấy đấy thì nó thường là dùng cái quạt là lồng sóc như này nhé đấy quạt sò đấy. nên là nó rất là êm và bền đấy còn những cái quạt mà theo kiểu là cái bếp của tàu ấy thì nó sẽ là quạt trục đứng nó khá là ồn là hiệu quả nó không sao không cao thì cái con này ấy, thường là nó thích thế là bếp âm dẫn đến là nó hút gió ở cửa dưới nhưng không phải sang ngang chính vì thế mà tất cả những cái phần này nó đều hết Hết dung lượng ôi giời ơi chờ em chút em xóa nhé rồi lại tiếp tục các bạn thì các bác để ý này những cái con bếp như thế này ấy, thì cái tất cả những khe hở của nó nó rất là ít và nó chỉ có khe hở một chiều thôi như vậy á thì những cái con côn trùng các thứ nó sẽ không vào được cái đấy là cái khá là hay bởi vì cái cái quạt này nó đem lại à, và tại sao mà cái này nó lại cái tản nhiệt này nó lại khá là nhỏ trong khi đó mà nó dùng tương lai con sò à cái lý do rất là hay đó là khi mà chúng ta dùng cái 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 kiểu đẩy kéo như này ấy, thì cái điện áp rơi ở trên con này nó sẽ được chia đôi, nó sẽ được chia đôi uh, cái 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 điện áp nên dẫn đến là uh, và nó được sử dụng triệt để hoàn toàn. tức là khi mà một con nó mở thì khi mà thì con kia đóng thì khi mà cái con công suất chính nó mở ra thì khi mà nó đóng lại thì cái từ cái điện cảm ở trên cái cuộn dây này này nó sẽ dư, nó sẽ dư thì cái con uh, phụ này, cái con kéo này. Đấy, cái con kéo này nó sẽ đóng lại để tiêu hao lốt cái cái điện ở trên cái cái, cái 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 cuộn này dẫn đến là nó được sử dụng điện một cách hoàn toàn. Chính vì thế mà uh, cái bếp inverter thiết kế chuẩn inverter như thế này thì nó luôn luôn tiết kiệm điện hơn vì nó được sử dụng một cách triệt để hoàn toàn cái năng lượng và nó không bị tổn hao như cái những cái bếp kiểu PVKM nó chỉ có đẩy ra thôi nó sẽ đẩy ra thôi. Còn những con này là nó nó sẽ tiêu cái năng lượng thừa đấy. và chính vì thế mà nó sẽ bền hơn và nó 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 không phải nhấp nhả nữa. cái thứ hai nữa là nó không đấy. phải nhấp nhả, nó không phải nhấp nhả thì dẫn đến là thấy cái cái, cái 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 con này, cái con igbt này nó sẽ được đóng mở một cách liên tục liên tục như vậy và nó không bị trễ một khoảng thời gian đấy chính là giống như các bác đang mở ra xong lại đóng lại nhấp nháy thì nó sẽ có một cái, cái 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 gọi là cái đà cái gọi là cái quán tính ấy. xong đó là các bác đóng lại thì nó hay bị chết igbt lên chính vì thế. những cái con bếp mà thiết kế theo chuẩn uh, chuẩn châu âu này á, đẩy kéo như thế này á, thì thường là nó rất ít khi bị chết sò nhá, rất ít bị chết công suất các bác nhé hiếm lắm, gần như là uh, nó được bảo vệ rất là kỹ luôn. Đấy và cái công suất ở sử dụng trên con này thì cái điện áp của nó nó thấp hơn những cái điện áp sung ấy sung dập sung ấy nó thấp hơn những cái con kia nên dẫn đến là nó sẽ bền hơn nhá và cái nóng thì nó lại ít nóng hơn rất là nhiều bởi vì công suất nó không bị tổn hao dẫn đến là nó tổn hao thì thường những cái con bếp kia nó sẽ tổn hao ở dưới dạng nhiệt bởi vì là nó không dùng hết thì nó phải tổn hao đi đúng không ạ thì cái con này nó sẽ triệt để hoàn toàn và nó sử dụng chính cái năng lượng tổn hao đấy để nó cấp lại cho cái 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 song của mình nhé, cái tải gọi là cái tải đi, đấy. nên chính vì thế mà hiệu suất nó cao hơn và nó không bị tổn hao nhiệt nhiều nhá. nên là những cái con sò này nó rất là mát, rất là mát. đấy. thì đấy là cái ưu điểm của những cái bếp mà thiết kế theo kiểu inverter như thế này nhá. đấy. thì à, đấy là về kỹ thuật. thế còn về nhận biết và cái cách à, về ưu điểm khi mà sử dụng cái bếp inverter đối với người dùng thì như thế nào? Thì cách nhận biết này, cách nhận biết thì rất đơn giản thôi cái bác đun một cái à, siêu nước, à một cái thau Quên nhầm, một cái xoong nước ấy Thì các bác để cái mương công suất từ Mức 5 đổ xuống đến mức 1 ấy Đấy Thì nó không bị à, nhấp nhả, tức là dù lên xong lại Tắt đi dù lên tắt đi mà nó sủi tăm đều, đều 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 Ngay kể cả cái mức nhỏ nhất Thì đó là một con bếp inverter chuẩn, đấy là cách nhận biết nhá Đấy còn về kỹ thuật thì sẽ rất là nhiều cách nhưng mà em sẽ chỉ cho các bác cái cách nhận biết đơn giản như thế để khi các bác đi mua ấy thì các bác sẽ biết. Đấy, thế còn ưu điểm, ưu điểm là gì? Ưu điểm là các bác sẽ nấu được những cái món ăn mà ví dụ như là à, đòi hỏi cái, cái 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 nhiệt độ mà nó chuẩn. Ví dụ như là nấu sữa chẳng hạn, Nằm sữa hạt chẳng hạn hay là ủ ấm hay các kiểu gì đấy. Thì hay là hầm thì nó sẽ nó sẽ không bị hỏng thức ăn hay là nó sẽ không kiểu như là làm cho thức ăn nó nó bị kiểu như là nhiệt độ nó cao quá ấy. đấy hay là các bác rán ấy rán nó sẽ không bị cháy mỡ đấy thì cái đấy cái ưu điểm thì rất là nhiều cái ưu điểm đấy là về nấu nướng ưu điểm về nấu nướng còn rất là nhiều nữa đấy nhưng mà à, em chỉ kể như vậy thôi còn cái ưu điểm thứ hai ấy đó là cái độ bền riêng những cái loại dòng bếp mà nó dùng chế độ đẩy kéo như thế này thì cái độ bền của nó cực kỳ là cao bởi vì là cái uh, như em phân tích kỹ thuật đấy là cái con này nó chịu cái điện áp khá là thấp dòng thì là không nói nhưng mà điện áp mà, mà sung bị sung đỉnh ấy thì khá là thấp bởi vì nó chia đều trên hai con đấy nên là khá là thấp bởi vì trên mỗi con này nó sẽ có một cái con dập dung bây rồi nên là nó sẽ rất là bền các bác nhá đấy về cái độ bền thì đảm bảo con này uh, bền hơn đấy và thiết kế của những cái con bếp này thì nó sẽ rất là chuẩn và nó được cách ly hết nên là rất ít khi mà nó sẽ bị hỏng rồi tiếp tục nhé à, cái ưu điểm nữa đó là cái ưu điểm thứ ba đó là tiết kiệm điện vâng bếp ạ à? vâng vâng anh mang lên sửa cho dạ, với có khách người ta đến sửa bếp lại à, tiếp tục nhé đó là cái ưu điểm thứ ba là cái tiết kiệm điện à nó nó sử dụng một cách năng lượng của nó nó sử dụng một cách triệt để hoàn toàn đấy nó là tiết kiệm điện và nó sử dụng triệt để đến khoảng 96 mươi sáu phần trăm đấy nó tổn hao rất ít à, cách mình nhận biết nó tổn hao ít là như thế nào đó là cái phần tản nhiệt này nó nó không tản nhiệt nhiều có nghĩa là nó tổn hao ít phải không vì tổn hao thì nó sẽ nó phát sinh dưới dạng nhiệt mà chủ yếu là dạng nhiệt. Đấy. Thì đó, đó là ít nhất là chúng ta sẽ có ba cái ưu điểm khi mà chúng ta lựa chọn một cái con bếp mà uh, sử dụng cái chế độ uh, inverter như thế này các bác nhé Thế còn uh, về cái giá thành của những cái bếp như thế này thì nó sẽ loanh uh, quanh đâu đó là phải trên chục triệu trở lên thì mới có những cái con bếp như thế này các bạn nhá còn những cái bếp mà dưới chục triệu thì không bao giờ có cái loại bếp mà à, mà, mà kiểu đẩy kéo như thế này đấy là về giá thành nhé đấy thì uh, theo em thì các bác uh, lên nếu mà các bác thường xuyên dùng um, cơm nước hàng ngày mà đấy chúng ta dùng hàng ngày lên chúng ta sẽ đầu tư một con bếp mà làm sao mà để thứ nhất là nó bền thứ hai nữa là uh, nó tiết kiệm điện bởi vì hàng ngày chúng ta dùng rất là nhiều đấy tiết kiệm điện đấy đấy là hai cái tiêu chí rất là quan trọng còn cái độ ồn của cái quạt này cũng là một cái tiêu chí nữa nhé cái độ ồn của cái quạt này nữa cũng là một cái Vâng đấy thì đấy là cái mấy cái ưu điểm và cũng như là cái cách mà à, nhận biết cái cái bếp cái phiên bản à, cái cái video số 2 còn những cái video tiếp theo ấy, em sẽ giới thiệu cho các bác cái cái loại bếp thiết kế theo kiểu cái thứ ba đó là cái thiết kế theo kiểu của Nhật Bản nhé Cái kiểu của Nhật Bản nó còn ưu điểm hơn cả cái này nữa Đấy Nhưng mà em sẽ giới thiệu ở cái video tiếp theo Còn video này em sẽ hướng dẫn cho các bác đến đây thôi Nhưng mà về quan trọng Các bác đi mua bếp ấy Cái vấn đề theo em nhé Thì các bác vẫn ưu tiên lựa chọn những cái bếp mà có thiết kế kiểu inverter Cái thứ hai cái quan trọng hơn này Đó là các bác tìm những cái nơi mua nó uy tín và có cái dịch vụ bảo hành sau bán hàng rất là tốt vì chúng ta xác định đi mua cái đồ điện tử này chúng ta cũng không thể nói mạnh được cái vấn đề gì cả hôm nay nó à, có thể là nó rất là bền nhưng mà hên xui bởi vì có những cái bếp thì nó rất là bền có những bếp thì chẳng may đấy, thì nó nỗi thì nếu mà chúng ta tìm được cái chỗ bán nó tốt ấy, thì chúng ta sẽ có thể là người ta hỗ trợ cho mình những cái khoản đấy đấy cái nữa là cái dịch vụ bảo hành ấy, thì nó phải cái chế độ bảo hành nó phải dài hạn đấy thì chúng ta hãy chọn đấy quan trọng là cái người bán các bác ạ các bác mua bếp ý, thì các bác phải nhìn vào người bán người bán người ta có trình độ người ta có khả năng mà xử lý các sự cố bếp cho các bác hay không có kỹ thuật để làm cho các bác hay không à, và có tâm để mà kết nối bếp khi mà các bác bị hỏng với hãng hay không bởi vì khi mà người ta bán hàng hết người ta bán xong là đổ hết trách nhiệm cho hãng ấy thì đôi khi là các bác bị hỏng bếp rồi á cũng không biết là hãng ở đâu để mà bảo hành hoặc là liên hệ với hãng thì nó lại khó khăn hơn <laughs> hay uhm, là chờ đợi rồi là các kiểu đấy thì các bác sẽ lựa chọn một vài cái tiêu chí như vậy thì các bác sẽ đi mua ở video tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho các bác à, à, một cái thiết kế thứ ba nhé rồi hôm nay video đến đây thôi em xin kết thúc nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nếu mà các bác thấy hay hữu ích thì các bác sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé nếu à, mà các bác thấy video này mà 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 hữu ích thì các bác like đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của em nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video của em à, xin chào các bác